Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 15 giờ ngày 17 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2024, công tác giải ngân vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tiếp tục gặp nhiều áp lực. Nguyên nhân là do Quốc hội đã nghị quyết cho phép kéo dài vốn các chương trình mục tiêu quốc gia các năm trước sang năm 2024. Cộng với đó, vốn giao năm 2024 của tỉnh Lào Cai là 5.972 tỷ đồng, trong đó vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là 977 tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất lớn, trong khi nhiều quy định của Trung ương còn chồng chéo, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn triển khai tại cơ sở. Nếu không được tháo gỡ kịp thời, rất có thể trở thành rào cản cho tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các địa phương như thành phố Lào Cai, thị xã Sapa và huyện Bát Sát. Đồng thời, khó khăn về vật liệu xây dựng thông thường có thể vẫn tái diễn, gây ảnh hưởng đến tiến độ cũng như đội giá đối với các dự án xây dựng cơ bản. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lào Cai, thành phố Lào Cai khánh thành công trình chỉnh trang lát hành lang tuyến đường tô hiệu. Đây là công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Công trình chỉnh trang lát hành lang đường tô hiệu được xây dựng với diện tích 600m2, với các hạng mục được đầu tư, gồm lát gần 600m2 hành lang bằng gạch block bê tông tự chèn, sửa chữa và làm mới 120 mét cống, với tổng kinh phí đầu tư trên 135 triệu đồng, do cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Lào Cai ủng hộ. Công trình hoàn thành tạo không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân trong việc trồng, bảo vệ cây xanh, cải thiện môi trường sống, phát huy nguồn lực xã hội trong công tác quản lý, phát triển hạ tầng đô thị. Theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, Lào Cai có khoảng 140.000 người không thuộc diện được nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế. Để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhiều giải pháp phù hợp đang được ngành bảo hiểm xã hội và các địa phương phối hợp triển khai. Ghi nhận tại huyện vùng cao Simacai, địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn. Một buổi tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tại thôn Xín Trải, xã Bản Mế. Được cán bộ bảo hiểm xã hội giải thích, làm rõ về chính sách hỗ trợ 70% mức đóng phí theo Nghị định 75 của Chính phủ, rất nhiều bà con đã góp phần kinh phí còn lại để có được tấm thẻ bảo hiểm y tế. Thoát nghèo thì không còn được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế nữa. Giờ nhà nước quan tâm có chính sách hỗ trợ 70% kinh phí thì vui mừng lắm rồi. Tôi cũng đã mua cho cả 4 người trong gia đình. Giờ không may có bị ốm đau thì cũng không phải lo nghĩ nhiều nữa. Theo Nghị định số 75 của Chính phủ, người dân tộc thiểu số ở các xã mới ra khỏi khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được ngân sách hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Hơn 1.600 người của huyện vùng cao Simacai đã được hưởng lợi từ chính sách nhân văn này. Từ đây, người nghèo có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe khi ốm đau bệnh tật. Tiếp tục là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, các cái phòng ban ngành liên quan và đặc biệt là ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc là phối hợp tuyên truyền trực tiếp đến những người dân trên địa bàn để giúp cho người dân sẽ tự giác và chủ động trong cái việc tham gia bảo hiểm y tế, góp phần vào cái việc là cái tính bền vững trong cái việc bao phủ, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Để nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội huyện tích cực kêu gọi xã hội hóa tặng trên 1.400 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá gần 70 triệu đồng cho học sinh và người cao tuổi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời huy động sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền vận động. Lồng gắn vào các cái buổi tuyên truyền, lồng gắn vào các cái chương trình mục tiêu quốc gia, rồi lồng gắn vào các cái buổi sinh hoạt để tuyên truyền cho bà con nhân dân rõ, rõ về cái mục đích ý nghĩa của cái việc mà tham gia đóng mua bảo hiểm y tế. Cái tỷ lệ phụ nữ tham gia thì cũng được trên khoảng 50%, cũng là một cái đóng góp tương xứng với cái dân số của phụ nữ trên địa bàn của huyện Simacai. Hết năm 2023, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Simacai đạt 97,5%, vượt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Kết quả này góp phần quan trọng trong thúc đẩy mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Lào Cai hiện có 11 điểm du lịch cộng đồng được công nhận, cùng với đó là hệ thống các làng, thôn bản có kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch, tập trung chủ yếu ở thị xã Sapa, Bát Sát, Bắc Hà và Bảo Yên.
Hiện 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu quảng bá bằng nhiều hình thức như xây dựng các ấn phẩm quảng bá du lịch chợ phiên, du lịch leo núi, du lịch tâm linh, bản đồ Sapa, Bắc Hà, in ấn bộ công cụ nhận diện thương hiệu của du lịch Lào Cai, sách ảnh du lịch Lào Cai, triển khai cổng du lịch thông minh với hơn 251.200 lượt truy cập, gần 5.000 người dân du khách cài đặt ứng dụng truy cập trên điện thoại thông minh. Có trên 90% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch. 91% lao động tham gia hoạt động du lịch cộng đồng được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch. Theo dự kiến, lễ hội Gầu Tàu huyện Mường Khương sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Địa điểm tại thôn Pha Long 2, xã Pha Long với quy mô cấp huyện. Đây là lễ hội lớn nhất của đồng bào Mông trong năm. Ngoài phần lễ, phần hội với nhiều hoạt động hấp dẫn, lễ hội Gầu Tàu năm nay có thêm các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản của địa phương và trưng bày trang phục bản sắc văn hóa dân tộc. Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ hội Gầu Tàu, Mường Khương đã thành lập các tiểu ban thực hiện công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Lễ hội Gầu Tàu được tổ chức là dịp để đồng bào Mông gắn tình đoàn kết trong cộng đồng thôn bản, góp phần bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Mông nơi đây. Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần, để có những chậu cảnh hoa làm đẹp cho không gian của mỗi gia đình. Thời điểm này, nông dân Lào Cai đang dồn công chăm bón, thức ngủ cùng hoa, canh cho hoa nở trúng dịp Tết. Phải mất hơn 2 năm, những chậu lan mới có thể cho hoa đẹp như thế này. Người trồng hoa mỗi lúc một nhiều, không còn dễ bán như những năm trước. Vậy nên anh Vàng A Sinh quyết theo hoa đi tránh rét ở vùng thấp, vừa để tiện chăm sóc cho cây, vừa chủ động hơn trong việc bán hàng. Năm trước thì từ tháng 11 là dương là phải xuống rồi. Nhưng năm nay thì nó ớn hơn thì hết tháng 11, tháng 12 dương thì em mới xuống. Nói chung thì cũng rất là cầu kỳ. Nhiều công xuống đây rồi thì cũng phải chỉnh trang rồi. Nếu mà khách có nhu cầu thay chậu thì bọn em vẫn thay chậu. Và nếu khách có nhu cầu ghét nhiều cành thì bọn em cũng ghét. Gia đình anh Chào Á Xu có gần 100 chậu lan. Năm nay lượng khách đặt hoa chưa nhiều, thời tiết cũng ấm hơn nên một số chậu hoa nở sớm. Tranh thủ buổi tối, anh Xu đi bọc lưới cho từng nụ hoa, hãm để lan bung nở đúng dịp Tết. Cũng hay xem thời tiết, xong rồi mình cũng ví dụ nóng quá thì mình cũng làm cách nào để cho nó tưới nước này, sau là chơi lưới các thứ để cho nó không ảnh hưởng đến lan. Nghề trồng hoa vốn vất vả, lắm công phu. Để cung ứng ra thị trường lượng hoa vào dịp Tết, các nhà vườn đều phải áp dụng kỹ thuật chăm hoa bất kể ngày đêm. Những loại rau chỉ 1 tháng, 2 tháng là thu thôi, nhưng mà trồng hoa này thì thời gian thu hoạch lên đến 4 tháng hoặc 5 tháng, cũng bị thất thu rất là nhiều năm đấy ạ. Trong thời gian làm hoa thì cũng bị thất thu, nên là cũng mình cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn trong quá trình làm. Như hiện tại bây giờ là tối rồi, nhưng mà tôi vẫn đang ở ngoài vườn để chăm sóc cho cây hoa để đúng vụ Tết hơn ấy. Ngày xuân sẽ đẹp hơn, ý nghĩa hơn khi được điểm tô bằng những bông hoa rực rỡ sắc màu. Để thành quả vụ Tết được trọn vẹn, những người nông dân này vẫn đang âm thầm thức ngủ cùng hoa. Do ảnh hưởng của mưa lớn, sáng nay ngày 17 tháng 1 tại km 3, tỉnh lộ 152 thuộc địa phận phường Cầu Mây, thị xã Sapa, một lượng đất đá từ ta luy dương đổ xuống mặt đường gây cản trở giao thông. Ô tô không thể di chuyển qua đoạn đường này. Ngay sau khi nắm được tình hình, chính quyền địa phương đã huy động máy móc, nhân lực tích cực bốc xúc đất đá. Đến khoảng 9 giờ 30 phút, công tác dọn dẹp khắc phục hậu quả đã được hoàn tất. Người và phương tiện tham gia giao thông đã có thể lưu thông qua khu vực này. Dự báo đêm nay ngày 17 tháng 1, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa. Do vậy, chính quyền địa phương, người dân cần thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, hết sức cảnh giác khi đi qua những khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn. Ủy ban Nhân dân xã Thu Lũng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết, khoảng 7 giờ hôm nay, ngày 17 tháng 1, trên địa bàn vừa xảy ra trận mưa đá gây thiệt hại một số hoa màu. Trận mưa đá xuất hiện cục bộ ở khu vực trung tâm xã khoảng 15 phút, hạt mưa đá kích cỡ bằng khoảng đầu ngón tay. Theo thống kê ban đầu, mưa đá gây thiệt hại khoảng 1,5 hectare hoa màu, không gây thiệt hại về người và các công trình dân dụng. Mưa đá ở Lai Châu thường xuất hiện vào tháng 3 hàng năm. Năm nay mưa đá xuất hiện sớm hơn cho thấy thời tiết có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các địa phương, ngành chức năng, người dân cần chủ động các phương án đề phòng thiên tai xảy ra.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch sinh thái, nâng cao giá trị đa dụng của rừng. Ngoài trồng rừng tập trung, tăng cường trồng cây xanh phân tán khu vực đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu văn hóa lịch sử, hành lang giao thông, góp phần hoàn thành đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2 từ năm 2021 đến năm 2025. Thời điểm tổ chức Tết trồng cây đối với các tỉnh phía Bắc tiến hành vào đầu xuân năm mới, đối với các tỉnh phía Nam tiến hành vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ ngày 19 tháng 5 và kéo dài cả năm 2024. Dự án chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, hỗ trợ cho 3 tỉnh sản xuất lúa lớn ở đồng bằng sông Cửu Long gồm An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang chuyển đổi sang sản xuất lúa phát thải thấp đến năm 2027, với khoảng 200.000 hộ nông dân được hưởng lợi. Dự án cung cấp phần thưởng khuyến khích bằng tiền mặt cho những người tham gia và đạt được các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Lượng phát thải được kiểm định bởi các cơ quan kiểm định độc lập, hỗ trợ các giải pháp để cải thiện các phương pháp canh tác. Dự án sẽ được triển khai ngay trong vụ lúa hè thu năm 2024 nhằm đẩy mạnh sản xuất bền vững và đạt được các lợi ích kép về kinh tế, xã hội và môi trường. Theo Bộ Y tế, diễn biến thời tiết thay đổi bất thường, nhu cầu giao thương du lịch tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan, làm gia tăng số mắc một số dịch bệnh. Bộ Y tế đề nghị các địa phương huy động nguồn lực, tăng cường các biện pháp phòng chống một số dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là trong thời gian dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Các trung tâm kiểm soát bệnh tật và đơn vị y tế dự phòng thường xuyên liên tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, lưu ý theo dõi sự gia tăng của các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, các trường hợp viêm phổi nặng do virus. Ngày 16 tháng 1, Bộ trưởng Nội vụ các nước Italia, Slovenia và Croatia đã nhóm họp tại Croatia nhằm thảo luận và đánh giá về việc hợp tác ứng phó giữa ba nước trong vấn đề người di cư. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Italia cho biết, sau khi khôi phục kiểm soát biên giới với Slovenia, Italia đã kiểm tra được khoảng 160.000 người và 96.000 phương tiện nhập cảnh. Trong đợt kiểm tra này, Italia đã xác định được hơn 1.600 trường hợp nhập cảnh trái phép, trong đó hơn 900 trường hợp đã bị từ chối. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Slovenia cho biết, các bên đã nhất trí cùng hợp tác hơn nữa để kiểm soát vấn đề di cư tại khu vực Tây Ban Căng. Theo ông, hành lang di cư Tây Ban Căng đã trở nên tấp nập trong năm vừa qua, khi cảnh sát Slovenia đã bắt giữ hơn 60.000 người di cư vượt biên trái phép, trong đó đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước liên quan. Hơn 100 ngày sau khi xung đột nổ ra giữa Israel và lực lượng Hamas tại dải Gaza, tình trạng thiếu thốn lương thực nghiêm trọng đang bào mòn sức chịu đựng của người dân Palestine ở dải đất nhỏ hẹp ven biển này. Rất đông người dân ở phía nam dải Gaza đang xếp hàng tại một bếp ăn từ thiện. Đậu lăng và mì ống là thực đơn được lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng cũng không đủ để phân phát cho người dân Palestine. Theo báo cáo được Liên Hợp Quốc công bố hồi tháng trước, toàn bộ 2,3 triệu người dân ở dải Gaza đang phải đối mặt với tình trạng đói ở mức độ khủng hoảng, với nguy cơ nạn đói gia tăng mỗi ngày và tỷ lệ dân số đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng ở đây đang tăng lên mức cao nhất từng được ghi nhận trên toàn thế giới. Liên quan tới những nỗ lực cứu trợ động đất xảy ra ở tỉnh Ishikawa, ngày 16 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết lực lượng quân đội Mỹ đóng tại nước này sẽ cử máy bay vận tải tham gia hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ kể từ ngày 17 tháng 1. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết trực thăng quân sự UH-60 của Mỹ dự kiến sẽ chuyển hàng cứu trợ đến bán đảo Noto và các khu vực khác bị tàn phá bởi trận động đất mạnh có độ lớn 7,6, theo yêu cầu đặc biệt từ phía chính phủ Nhật Bản. Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản thông báo có kế hoạch sẽ tăng gấp đôi quỹ cứu trợ thiên tai và hỗ trợ suy thoái kinh tế từ mức 500 tỷ yên, tương đương với khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ, lên 1.000 tỷ yên, khoảng 6,8 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, cũng có 100 tỷ yên, khoảng 680 triệu đô la Mỹ từ quỹ này, từ năm tài chính hiện tại được dành cho gói cứu trợ sau trận động đất nói trên. Theo WHO, 1,4 triệu người tại châu Âu, hầu hết là người cao tuổi, đang tận hưởng cuộc sống với người thân nhờ việc đã đưa ra quyết định quan trọng là tiêm vaccine ngừa COVID-19.
trong đó riêng mũi tiêm tăng cường thứ nhất đã cứu sống khoảng 700.000 người. WHO cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể gây bệnh nặng hơn hoặc một chủng mới chưa từng biết tới. WHO kêu gọi những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương cần được tiêm phòng vaccine COVID-19 phiên bản mới nhất và cúm theo khuyến nghị. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu khuyến nghị người dân ở nhà nếu có triệu chứng cúm hoặc COVID-19, tuân thủ các hướng dẫn về tiêm chủng dành cho các nhóm dễ bị tổn thương. Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự 15 giờ chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.